Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Nam BC đây. Hôm nay mình sẽ cào tiếp tục tờ mới nha các bạn. Tờ khi mình trúng mình đã đổi rồi thì mình mua tiếp tục 3 tờ mới nha các bạn. Không có gì nữa, giờ mình bắt đầu cào. Mày lớn quá là hộp rồi các bạn ơi. Bảy đúng rồi các bạn ơi, đây 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 và này mình chụp lại cho các bạn, đây 7.000 được 10.000 ở bên đây đây, rồi học rồi các bạn ơi, hiện tại này mình về nha các bạn, là mình đúng được 10.000 này. Số cuối cùng 5 con. Thì tại này học rồi các bạn ơi. Tại này học rồi nha. May mắn không. Đấy cha học luôn rồi. Ok, hai tờ thì một tờ trúng rồi. Tờ cuối cùng nha các bạn. Đây hai tờ, ba tờ. Cuối cùng mình cầm đây trước đi. Ôi trời ơi, học rồi. Cả đội nhà trước đi. Ba. Trăm ngàn, tờ này là bao nhiêu đây? Triệu con. Ôi 10.000 các bạn ơi. Oh my god. 500.000. Đúng rồi các bạn ơi. Ê, 500.000 nha. Oh my god.
Đúng rồi, có tiền làm video cho các bạn coi rồi. Đây 500 ngàn nha các bạn. Ok. Đúng rồi các bạn ơi. Đây là lần trúng lớn nhất của mình á. Mình mua 3 tờ nha các bạn. Đây mình mua 3 tờ. Đây, tờ này mình trúng nè. 73 trúng được 10 ngàn nè. Tờ này mình hụt nè. Tờ này mình trúng được 500 ngàn nè. Trời ơi. Yêu quá các bạn ơi. Lần đầu tiên mình trúng được 500 ngàn, trúng lớn luôn. Mình có tiền làm video cho các bạn coi rồi. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký, like, chia sẻ video này nha các bạn. Để ủng hộ mình làm tiếp tục video nha các bạn. Yeah, giờ mình đi đổi, ngày mai mình làm tiếp video nha các bạn ơi. Ok, trúng được 500 ngàn nha các bạn. Đây, 500 ngàn để giải máy. Đây là giải tư nha các bạn. Giải tư 500 ngàn. Ok, vậy mình kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký và like, chia sẻ video nha các bạn. Rồi, ngày mai mình sẽ làm tiếp tục video tiếp theo. Rồi, bye bye các bạn nha.